kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài nghệ thuật lộ thiên cơ thế chiến ba tận thế do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Chư vị Bồ Tát Phật dùng nghệ thuật lộ thiên cơ rất cao siêu khiến phàm nhân khó nghĩ bàn. Chỉ khi nào sự cố thế chiến ba xảy ra rồi mới có thể luận bàn đúng đắn xác thực. Còn nếu sự cố thế chiến ba chưa xảy ra, luận bàn mò mẫm chắc chắn sẽ sai lệch, không thể nào bàn đúng được vì thiên cơ bất khả lộ. Ví dụ Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp về Lô Tô ra con số đề cảnh báo Thế Chiến ba bùng nổ ở Trung Đông Israel, Gara. Năm 2012, nhân dịp cùng đồng đạo theo Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh thuyết pháp ở Long Khê Cần Đức, Kỳ Vân Cư Sĩ hỏi. Thưa Thầy, trong bài vẻ Lô Tô băng lộ huyền cơ năm mà Thầy thuyết tại chợ vườn chuối Sài Gòn năm 1989, thầy kêu lô tô ra con số 2 và con số 3. Thưa thầy, vậy con số 2 và con số 3 ám chỉ cái gì? Đức cậu mỉm cười rồi nói, động đất sóng thần ở Nhật vừa rồi xảy ra tháng mấy? Trong lúc mọi người còn ngơ ngác chưa nhớ ra tháng mấy thì đức cậu nói, trận động đất sóng thần ở Nhật xảy ra tháng 2. Đức cậu nhắc nhở trận động đất sóng thần ở Nhật xảy ra ngày 7 tháng 2 âm lịch năm Tân Mão nhằm ngày 11 tháng 3 năm 2011 cụm từ tháng 2 âm lịch là nghệ thuật lộ thiên cơ. Ngài Diệu dụng Úp mở hé lộ cho đệ tử biết những con số về lô tô con số 2 và con số 3 là nhằm ám chỉ thời gian. Hai con số ấy nằm trong những đoạn như sau. Ai khôn ở trại ai dại ở nhà, sẽ đến kia cả tần qua như thác. Lớp họ lớp hát lớp chát lớp chua. Ai thắng ai thua đúng mùa đúng tiết, sống đi rồi biết hoa nguyệt sắp khai, sự thế an bài số 2 ra trước ở miền cần đức hải biển gập ghềnh cậu nói làm tin rung rinh trái đất một còn một mất đại chiến thứ ba bình dương kia cả sống coi gánh hát ai ai nấy giữ xác sạch linh hồn bảy nhật thiên môn tối tăm trời đất một còn một mất dân tộc trầm kha cậu nói cậu la cậu gào cậu thép từ đây trời quét dẹp dọn hồng trần tình ngộ bớ dân dần dần rồi đó đừng nên la ó cậu lại buồn hiu các chỗ cậu kêu chắc tiêu hết giáo cậu về cậu cáo với lịnh Phật trời, đặng gấp vậy thời lập đời cho sớm, tiêu đi ghê gớm lũ quỷ tài yêu, để cảnh để kêu mai chiều khốn khổ. Long hoa gần chỗ cậu nói tiếp ra, là con số ba, tinh hoa đàn kinh trang 239, 242, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2000. Đức cậu nhắc nhở cho đệ tử ghi nhớ trận động đất sóng thần ở Nhật xảy ra tháng 2 âm lịch là để che đậy thiên cơ vì sao ngài không nhắc nhở trận động đất sóng thần ở Nhật xảy ra năm nào? Vì ngài sợ lộ thiên cơ con số 2 và con số 3, bởi thiên cơ bất khả lộ. Nói tháng là để ám chỉ thời gian, nhưng tuyệt đối không được nói năm, vì nếu nói năm, thì sẽ lộ năm quý mão 2023, thế chiến ba bùng nổ ở Trung Đông Israel, Gaza. Mặc dù từ năm 2012, Đức cậu bần sĩ sớm hé lộ cho kỳ vân cư sĩ biết con số 2 và con số 3 là ám chỉ thời gian. Vậy mà mãi cho đến hơn một tháng sau khi thế chiến 3 bùng nổ ở Trung Đông Israel, Gaza, kỳ vân mới giải ra được những con số vẻ lô tô ấy. Nghệ thuật nói thiên cơ là gì? Là vừa hé lộ thiên cơ vừa che đậy thiên cơ, vừa mở vừa úp khiến phàm nhân không thể bàn luận ra được. Chỉ khi nào sự cố xảy ra rồi một thời gian thì phạm nhân mới bàn luận nổi. Bài về Lô Tô kêu ra hai con số cuối của thiên niên kỳ thế chiến ba bùng nổ ở Trung Đông. Đó là con số 2 và con số 3. Ghép hai con số lại thành con số đuôi là 23, ám chỉ năm 2023 nhằm năm mèo quý mão. Cậu nói kỳ vân đúng năm mèo. Lớp khổ lớp sầu lại mắc eo, kẻ đau người chết ôi thê thảm, tại vì quả ác tự chúng gieo ta giờ có cứu đâu có được. Tự họ không tầm không chịu theo, theo là chân lý lời Phật dạy, theo đống minh sư sợ đói nghèo. Như vậy làm sao hàng học đạo, tâm lòng bẩn trược quá mốc meo. Trận chiến thứ ba có hay không? Thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng, cậu chẳng luận bản chi nữa cả, bản hoài bản mãi cũng mất công. Chúng đâu có biết, người không sợ, tới giờ ơi hỡi chịu long đong. Thì là rõ cuộc ôi muộn quá, đang đứng ở đâu trận cuồng phong, phải chi nghe trước đâu có hoại, thì đã lập xong đại công đồng. Cậu gửi kỳ vân lá thư cùng, lắng dịu lòng mình giữ bậc trung, luận suy kim cổ ngày năm tháng, chờ đợi nay mai sấm nổ đùng, mài trí nhân tài cho vẹn vẻ, tiếng vang thần thánh để không chung. Quay về nguồn cội trang 152, 163,164, Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết gửi kỳ vân cư sĩ thiền tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1997. Sydney, ngày 8 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.